em yêu ơi bây giờ chẳng lo âu khi ai ốm đau. Ta đang mang trên mình áo giáp che cả trước lẫn sau. An vui năm sau và được nâng lưng yên tâm, cho nên anh đi mua ngay ký ta lên tay. An vui sống khỏe rõ thêm chị. Em ơi em nhìn xem trong đây nhiều thông tin nghe rất hay đây. Ai ung thư đi viện cây ghép ta chẳng lo chi phí. Bác sĩ cũng cần mình, nhà khoa cũng yên tâm. Bảo vệ cả nhà mình yên tâm. Vào Việt năm sau bao gia đình cảm thấy bình an. Sinh em bé ra ta không cần phải lo lắng gì. Người nhà đi chăm cũng sẽ được lĩnh tiền, được thanh toán lương theo ngày chăm sóc con. Một người mua thôi nhưng gia đình lại kết thật vui. Tư vấn ngay khi ai trong nhà gặp vấn đề, vì sẽ loan trừ vào kỳ trong năm tới. Khi suốt năm qua không lấy tiền cho ai, nhớ có bên mình Bảo Việt yên tâm nhé. Luôn sống an vui cho sức khỏe năm sau.